Còn bài gì nữa ta? Anh đến bài mình có gì? Mạnh Quỳnh xin bật mí quý vị là cái bài Em Là Tất Cả, Mạnh Quỳnh lấy chủ đề cho cái live show Lam Phương năm rồi, và Mạnh Quỳnh sẽ hát bài đó. Nhưng mà phút cuối Phi Nhung nói để tôi hát đi ông. Ok, và đêm đó Mạnh Quỳnh nhưng để Phi Nhung hát bài đó, cho nên hôm nay thì giỏi vô đây dành hát cho tôi đi. Dạ. Ồ, không sao, đâu rồi. Ồ, Phi Nhung giấu ha. À, chú thấy rồi. Cũng không phải nữa. Ok, Phi Nhung giấu thêm rồi quý vị ơi. Bang, dừng khoảng chừng là 2 giây. Ôi, mở nhạc vào. Trời ơi, con cũng đang relax trong sang hồi nãy đó. Rồi bỏ tay cho Phạm Thế Nhung quý vị. Rồi bây giờ hai đứa tụi bay lên ngồi đứng đó, giống như hồi xưa chú ngồi và ba ngồi với mẹ. Cho em hơn tất cả.
con nhớ cô quá. Okay. Cuộc sống mà nỗi buồn nào thì cũng đi qua. Chúng ta nên làm việc, sống và làm việc vì những người ở lại, những người thân yêu của mình. Ok, tụi con cố gắng lên nha. Rồi, cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của hai con. Bây giờ anh Nam Nhạc ơi, bây giờ chương trình như thế nào nhỉ? Ok, thôi bây giờ như vậy, đêm cũng đã khuya rồi. Mạnh Quỳnh xin mời một ca sĩ nhí nữa sẽ trở lại cười.